Tôi biết con mẹ nó mạng rồi. Thôi làm trận top 1 nha, làm trận top 1 này kiếm mấy kẹo chơi chơi này. Sao mình chơi server này mà mình lag thế nhở? Này, ping 236 này. Sao hôm nay chơi server mẹ giáp ban giáp phủng mà ping 236, thằng nào từ nãy giờ lag không điều khiển nổi. Lag vãi trưởng luôn. Mấy lần quăng cờ toàn toang xịt. Thôi nốt game này tôi nghỉ thôi. Đánh nghịch nghịch. Mà cái trận không ra tí đồ đam nào thì mẹ lại ra PA sớm thế. Quả xoài. Quên mất mua sớm thì mình còn thực thưởng tiền nữa mà. Phí mà con gái rồi. Ngon. Trời ba eo như ai. Bây giờ mà cho con DK ở round 6 nhở. Má nó round 6 có DK anh em chơi bộ rồng luôn các bạn ạ. Nó lại là vào việc. Sanamene, Sanamene. Thank you.
Ra gì phết. Nào, cho em cái gì nào, cho em xin nào. Em ơi em, dừng lại nào, ngoài đằng kia có mưa rơi. Trong kia xem đường ngập bùn, trượt chân em biết kêu ai. La 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 la. Ngã khóc em ui. Gọi bố ơi. Bạc bịp à? Lạc quá, lạc quá, lạc quá. My quiver and bow are ready. I bring an end to magic. Ma rồng dám ra xong nó thờ ơ để đây luôn, nó không ra nữa. Ức thật. Tôi vừa nghe tiếng tút tút thì phải, lại hết pin rồi. Boom. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Ôi, vãi cả non. Ma cái tầm này thì rồng rắn cái quần què gì nữa. Viper ba. Không cố. Từ từ, chưa tích tiền vội. Round này có thể không lên 6 cũng được. Xem tình hình, tùy xem tình hình. Tâm dư win trick. Enchanted, I'm sure. Bảy. Bán mẹ đi. Ái già. Ái già. Thằng này chết sâu rồi, cam tội. Tiếc tiền đi kẹt để dành tiền này. Con lợn này, con lợn này. Mất win trick.
cay chưa? Ô la la, ui rồng này. Lấy beat cũng được. Con này là vẫn hơn là con Lick. Vẫn hơn con Lick 2. Beat cho tăng đam cả team, bắn thì cũng sướng. Bom tấn trailer không biết đâu, đừng hỏi tôi. An không biết gì đâu. Em phải về thôi, xa anh thôi. Úi giời ơi. Đánh eo chặt luôn. Xin thêm con rồng nữa nào. Cho thêm con Viper đi. Viper là đẹp, Viper là đẹp, đánh 3 assassin luôn. Tốt ngu. Tốt ngu. Nhờn bọt này. Shot ngu thế. Sau mới cho bà được. Ha ha ha. Bỏ con súng đi cũng nên đi chứ. Lo được, cố lên. Ai à, thua con mẹ nó rồi, bắn đi súng ơi. Đi.
Bọt vào mặt nó. Toàn đồ thủ ạ, thế có đồ đàm chó thật. Slow này, độc này, chết luôn. Kinh nhật con Viper 2 mà lên được sớm bộ rồng khỏe thế. Mặt cái nữa này. Ôi, có như chết con nữa. Quá dễ chơi. Nhổ cái nữa này, nhổ cái nữa này. Xì lâu chết mẹ mày luôn. 3 lần nhổ độc, quá khỏe. What the hell giả. Mấy con em này vẫn muốn công hiến. Công hiến thì phải ra mẹ em từ lúc nãy ra. Thì tao cho công hiến, thế bây giờ nó ra sao mà công hiến được. Tao bắt warrior còn hơn này. Cho hai con warrior để vào mạnh như rồng. Hai human. Cho con này vừa là vào 3 warrior. Vật súng cũng vứt đi. Biến cóc tao à, con lợn đất này. Con lợn đất này, con lợn đất này. Mua cho con heo đất. Khỏe không? Rồng lên sớm khỏe chưa? Nó lại quá xịn. Medusa làm chó gì? Bán mẹ nốt Medusa đi. Thật hết chỗ để nhét rồi. Sao nhổ qua trên luôn một con. Rồi nhổ khôn vãi lìn. Human, human. Thuyền thiếc cái gì? Nhổ nước bọt. Quá khỏe. Viper mới là con co trong cái đội hình này.
Bỏ Medu, quyết tâm không chơi Medu. Bỏ nốt. Không, con súng chẳng qua là nó đang dở dở ương ương thì để đấy thôi, tí nữa có con khác thay vào ngay. Tí nữa vứt Warrior vào cho nó tanh cái tội chó gì. Ra con rồng nữa thì đẹp. Ma Luna muốn cống hiến à? Mày cứ nghĩ là mày muốn cống hiến là tao cho mày cống hiến đấy. Mày điên à? Vứt nốt cho con rồng cầm, tí nữa mà vớ vẩn lại có cái đánh nhanh là lại có thêm cái Asakura. Đây rồi, đây rồi. Mày đê ha. Rồng 2 giờ này giá trị lắm, round 21 có rồng 2. Chết con mẹ chúng mày đi. Anh test phun rồng mà không thích. Thực ra mà nói thì con Park cũng không hay. Có một con Park 2 bây giờ thì cũng hay. Nhà tao sẽ bán súng cho dùng Park ấy, nhưng mà khổ quá. Ở đây, 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 đây. Ra sớm một tí nữa, đỡ phải mất con Yor không. Tệ thế, người anh em rồng rắn này. Tôi để ba con này để tôi chỉ đợi con long ruồi ra thôi này, chỉ đợi lon ruồi ra thôi đấy. Còn khi nào Lika lên 2 tôi thay con này. Bây giờ bỏ ra mất bit của tôi. Hoặc long ruồi ra tôi mất luôn. À, phản đam mà giáp gai ạ. À. Giáp gai này. Giáp gai này. Nhờn bọt này. Thằng Châu này khỏe phết nhỉ. Bây giờ lấy con Park 2 với con súng mới đi cũng được. Lên mẹ 9, giữ win trick nhờ. Lên 9 với con nào với con Park vào cũng được. Ba Warrior là cũng tươi phết rồi. Ai
quá kinh. Ờ thì Ly Can là beat thì tôi có nói gì đâu. Tôi biết là Ly Can là beat mà. Nhưng con Ly Can 750 máu, con này 800 máu mà nó còn có bút máu nữa. Tạm thời thì con này hai vẫn dùng được, vẫn dùng được. Một dạng như kiểu để kích beat thôi mà. Tôi giải thích dùng Ly Can hơn. Hai nhà rồng gặp nhau, đuổi lên. Thả ra nó cái thuyền em ơi. Thuyền đâu? Ơ. What the hell that? Why? Thực ra nha, đừng đùa nha, con súng không có hunter mà nó bắn được nhiều đam lắm luôn ấy, đừng có đùa. Đây để check xem đam súng có bao nhiêu nha. Tôi nghĩ là đam súng nó phải đâu đó nhì. À, thứ ba. Lạc thế. Ờ, với con rồng này bảo đánh hai rồng. Quên. Lại đầu thủ. Fuck. Từ nãy giờ không thấy con lon rui nào nhỉ? Ờ, mẹ nó cay thật chứ. Để bao nhiêu chỉ chờ lon rui ra là đóng bỉm luôn mà. Lạ quá. Đây rồi. Úi giời ơi. Thuyền này xịn hơn. Thuyền này xịn hơn. Tìm cái con súng từ nãy giờ vẫn đứng lên này. Lên này con rồng 2, tôi sẽ vứt con súng rồi đi. Tầm này có ai chơi 4 bit đâu. Tôi chơi 2 bit mà. Tôi chỉ chơi 2 bit, tôi có chơi 4 bit đâu. Lỗ đâu nữa mà nhét vào mà 4 bit. Trời ơi. Một là Ly Can lên 2 thì cho Ly Can vào. Hai là Long Ruồi lên 2 cho Long Ruồi vào. Đó. Thế thôi. Lạc thế. Ôi. Chết con mẹ rồi, phải mua Medusa rồi. Phải mua Medusa rồi. Vãi lìn, bọn này make khỏe quá, hai thằng make. Phải mua con Medusa nhét vào. Thank you.
Tầm này phải mua con Medusa để nhét vào đấy. Không đùa được. Tí nữa vứt hai con rồng ra hai bên thôi. Úi xổi ôi. Hai con rồng nó khe vào cái đống này thì con dĩ này mua đồ này ngon thế sao mình mua đồ kiểu gì tí nữa có DK3 có bây giờ ấy mà yên tâm mà mày bây giờ mới ra lon đợt rồi up 10 cho con Slada này vào hoặc là cho con Medu vào. Cho Slada vào, nếu mà lên 2 thì cũng có tí tanh đấy nhưng mà để lấy cái bộ kháng phép cái. Chiêu. Ôi không kịp luôn. Chôn này khỏe thế. Ôi chôn này bất tử con mẹ rồi. Quá khỏe. Ba nai hai ăn đến ba hoa long cái bộ này hoàn hảo bộ thằng này phải nói là siêu hoàn hảo tí nữa mình lấy cái gì thì mình phệt thằng này bây giờ thấy quá ngon đống CC rồi mà không lại được cái bộ nai này khỏe thế. Tin con mẹ là bất tử rồi anh em ơi, ai đã giết nó hộ tôi mà, ơi, kinh quá. Lạc lắm không vứt vào được. Vứt vào là toang luôn. What the fuck vừa gặp thằng nào cũng thua thằng đấy này. Hai rồng sao yếu như con quân chiếu này. Ờ ngon 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 ngon. Ôi ngon.
Sure. Thiếu con Prophet nữa là lên được long rồi này. Thôi xong. Thì mà hai thằng mech chết mẹ hết rồi, mình tự dưng mình lên cái bộ Naga xong bây giờ hai thằng mech chết bà nó hết rồi. Tự dưng cầm bộ Naga phí thế. Ui. Mệt mỏi. Ông này còn bơn mana của mình chứ. Khoảng 2, đẹp được không? Nghèo ơi. Tôi đít con mẹ nó mạng rồi. À! 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 Có kẹo đầu tiên trong ngày. Tin cơ chết đây An ơi, đi chết đi An ơi. Đủ mà lúc chúng ta hai nha.